Hãy cùng Be unbox sản phẩm máy làm sữa hạt Be 1 lít SBSH09Q xem bên trong có những gì nhé. Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi công ty cổ phần Sobe Việt Nam. Nhìn từ bên ngoài, vỏ hộp đã được ghi rõ ràng từ mã sản phẩm, điện áp tần số, công suất, dung tích và mã màu. Be Việt Nam luôn cam kết cho các bạn hàng được nhập khẩu chính hãng nên mỗi sản phẩm trên vỏ hộp đều có tem phụ bằng tiếng Việt như này. Toàn bộ sản phẩm đều được nhập chính hãng nên sẽ có bảo hành 18 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, siêu uy tín. Để kích hoạt bảo hành vô cùng đơn giản, chỉ cần quét mã QR bằng camera hay ứng dụng Zalo đều được. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm một thân máy có nắp đậy, bàn chải vệ sinh, sách hướng dẫn sử dụng, dây nguồn, với phiên bản được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, bằng điều khiển cảm ứng sẽ hiển thị toàn bộ bằng tiếng Việt, giúp bạn cực kỳ dễ dàng thao tác khi sử dụng. Sử dụng giắc cắm hay chấu phù hợp cho mọi gia đình Việt Nam. Và đó là toàn bộ sản phẩm máy làm sữa hạt SBSH09Q của Be. Nếu còn thắc mắc gì, comment ngay xuống phía dưới để được Be tư vấn thêm nhé.